Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Zbigniew Brau đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Việt Nam và Ba Lan là hai nước bạn bè có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với bề dày lịch sử hơn 70 năm. Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của Ba Lan trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Ba Lan thời gian qua phát triển tốt đẹp, đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn các cấp, tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc bên lề tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, phối hợp ủng hộ quan điểm của nhau. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn Chính phủ, Quốc hội Ba Lan đã tặng vaccine và trang thiết bị y tế cho Việt Nam để đối phó với dịch bệnh COVID-19 vào đúng thời điểm Việt Nam cần nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng cảm ơn Ba Lan đã tích cực ủng hộ việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA. Đồng thời đề nghị Quốc hội Ba Lan sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu EVIPA, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo với các ngành học mà Việt Nam có nhu cầu và Ba Lan có thế mạnh như hóa dược, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng. Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Zbigniew Brau cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dành thời gian tiếp, nêu rõ Ba Lan và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống chặt chẽ trong suốt hơn 70 năm qua, trong đó Ngoại giao Nghị viện có vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa hai nước. Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á và hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển. Mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam để hợp tác kinh tế song phương giữa hai nước ngày càng phát triển hiệu quả hơn, nhất là lĩnh vực công nghệ cao. Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan cho rằng, quan hệ nghị viện giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả, đặc biệt là vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước. Tin tưởng quan hệ song phương giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới sẽ có nhiều bước phát triển và kết quả tốt đẹp hơn.